Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 25, phẩm 22, 10 địa, phần 3. Các Bồ Tát nghe xong hành pháp địa thứ tư, lòng đều rất vui mừng, phấn khởi thật khôn lường. Trời mưa tuôn hoa báu, tung bay như tuyết rơi. Hay thay Kim Cang Tạng, khen đại sĩ lành thay. Vua Tha Hóa Tự Tại cùng với những tùy tùng ở trên giữa hư không, lòng đều rất hoan hỷ, phóng ra quang minh đẹp, tấu lên âm nhạc trời, khen công đức Thế Tôn và những chúng Bồ Tát. Những thể nữ thiên cung đều dùng tiếng rất hay, đồng thanh khen Thế Tôn và nói lời như vậy: từ xa xưa Thế Tôn đã cần khổ cầu nguyện, đạo vô thượng chánh chân đến nay vừa mới được, lợi ích cho trời người, hàng lâu mới được gặp. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay đến thiên cung, lâu lắm rồi nay mới lay động tướng biển lớn. Vô số đời lâu lắm nay mới phóng diệu quang, chúng sinh từ lâu lắm nay mới được an lạc, lâu lắm mới nghe được tiếng đức từ bi vang. Bờ qua những công đức lâu lắm nay mới gặp, thánh vương hay phá hết lòng kiêu mạn chúng con, vô thượng đáng cung kính mà nay được cúng dường. Hay mở các thiên đạo khiến thành nhất thiết trí, Thế Tôn rất thanh tịnh vô lượng như hư không, chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa sen trong nước, rất cao lớn giữa đời như núi Tu Di Chúa, vừa cao trên biển cả. Vậy nên vui mừng lễ, như vậy các thiên nữ đều dùng những tiếng hay, lòng cung kính ca tụng, rồi chiêm ngưỡng Thế Tôn. Bồ Tát giải thoát nguyệt thưa với Kim Cang Tạng: xin hãy nói hành tướng nhân duyên địa thứ năm. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói với Bồ Tát giải thoát nguyệt: này Phật tử, Đại Bồ Tát đã đầy đủ địa thứ tư, muốn được địa thứ năm thì phải dùng 10 tâm bình đẳng. Những gì là 10 tâm bình đẳng? 1. Phật quá khứ, pháp Phật quá khứ. 2. Pháp Phật vị lai. 3. Pháp Phật hiện tại. 4. Giới tịnh. 5. Tâm tịnh. 6. Trừ kiến nghi hối tịnh. 7. Đạo phi đạo tịnh. 8. Hành trí kiến tịnh. 9. Các pháp bồ đề phần chuyển thắng tịnh. 10. Giáo hóa chúng sinh tịnh. Bồ Tát nhờ 10 tâm bình đẳng đó mà được vào địa thứ năm. Bồ Tát trụ ở địa năng thắng thì khéo tu pháp bồ đề, thâm tâm thanh tịnh, cầu chuyện thắng đạo thì có thể đắc được Phật quả. Bồ Tát đó được sức đại nguyện nên lòng từ bi chẳng bỏ tất cả, được sức niệm tuệ đạo nên tu tập phước tuệ chẳng bỏ, từ đó sinh ra phương tiện nên muốn được chuyển lên địa trên là thắng đạo sáng suốt về pháp thân, về pháp quán. Bồ Tát nhận sự hộ trì của chư Phật nên sinh ra tâm định không thoái, biết đúng như thật đó là khổ thánh đế, đó là khổ tập đế, đó là khổ diệt đế, đó là khổ diệt đạo đế. Bồ Tát đó giỏi biết thế đế, giỏi biết đệ nhất nghĩa đế, giỏi biết tướng đế, giỏi biết sai biệt đế, giỏi biết thuyết đế, giỏi biết sự đế, giỏi biết sinh khởi đế, giỏi biết tận vô sinh đế, giỏi biết nhập đạo đế, giỏi biết tất cả Bồ Tát theo thứ lớp thành tựu các địa, sinh khởi Như Lai trí đế. Bồ Tát theo ý chúng sinh khiến cho họ vui mừng, biết thế đế đạt đến một thừa, biết đệ nhất nghĩa đế phân biệt tự tướng các pháp, biết tướng đế các pháp đều khác, biết sai biệt đế phân biệt ấm giới nhập, biết thuyết đế do thân tâm khổ não, biết khổ đế những cõi sinh nối tiếp nhau, biết tập đế rút ráo diệt tất cả não, biết diệt đế đưa đến pháp không hai, biết đạo đế do nhất thiết chủng trí, biết tất cả pháp tư lớp thành tất cả địa Bồ Tát, biết Như Lai trí đế bằng năng lực tinh hiểu, biết đắc vô tận đế trí. Như vậy Bồ Tát dùng những đế trí này để biết đúng như thật tất cả pháp hữu vi là hư ngụy dối trá, chỉ trụ trong chốc lát, mê hoặc lừa dối kẻ phàm phu. Bồ Tát lúc bấy giờ đối với chúng sinh đại bi càng nhiều hơn nên sinh ánh sáng đại từ, được trí tuệ lực như vậy, Bồ Tát chẳng bỏ tất cả chúng sinh, thường cầu trí tuệ Đức Phật, quán như thật tất cả pháp hữu vi đời trước đời sau, để biết chúng sinh từ vô minh có ái đời trước nên sinh ra lưu chuyển sinh tử, về chỗ ngủ ấm chẳng thể vượt ra, gom thêm khổ não, trong đó không có ngã, không có ngã sở, không chúng sinh, không nhân, không người biết, không tuổi thọ, đời sau cũng như vậy, không thật có như vậy mà ngu si tham trước, chẳng biết rốt ráo có ra không ra. Bồ Tát lại suy nghĩ, chúng sinh phàm phu rất là kỳ lạ, vì vô minh si tối nên có vô số thân đã diệt, đang diệt sẽ diệt. Sinh tử như vậy mà họ chẳng thể đối với thân phát sinh tư tưởng chán lìa, ngược lại làm lớn thêm vòng khổ của năm đường. Chúng trôi dạt trong dòng nước sinh tử, chẳng thể quay lại được,
Chúng về với ngôi nhà nấm ấm, chẳng thể lìa bỏ. Chúng chẳng biết, chẳng sợ loài rắn độc bốn đại, chẳng thể nhổ ra mũi tên kiến chấp kiêu mạn, chẳng thể diệt trừ lửa tham sân si, chẳng thể phá hoại sự ngu tối của vô minh, chẳng thể làm khô cạn biển lớn khát ái, chẳng cầu bậc đạo sư mười lực đại thánh. Chúng thường theo ý ma, ở trong thành trì sinh tử, thường bị sự điều khiển tri giác các ác. Khổ não như vậy, chúng sinh cô độc không có người cứu, không có nhà ở, không có đạo rốt ráo. Chỉ có ta, một người độc nhất không cùng bọn với chúng, tu tập phước tuệ, dùng tư lương đó khiến cho chúng sinh này trụ ở thanh tịnh hoàn toàn, cho đến được trí lực vô ngại trong tất cả pháp. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát từ chánh quán phát sinh ra chánh lực phát nguyện, tất cả căn lành hành động của ta là đều vì cứu độ chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cầu an lạc, vì lợi ích tất cả chúng sinh, vì giải thoát tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh không khổ não, vì tất cả chúng sinh không tô ác, vì tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh, vì giáo hóa tất cả chúng sinh, vì diệt những khổ ưu não của tất cả chúng sinh, nên ta làm thỏa mãn nguyện ấy. Bồ Tát trụ ở địa năng thắng, chẳng quên các pháp nên gọi là niệm. Quyết định trí tuệ nên gọi là trí, biết kinh sách theo thứ lớp nên gọi là có đạo, tự hộ và hộ người khác nên gọi là tàm quý, chẳng bỏ trì giới nên gọi là kiêu tâm. Suy nghĩ đúng là phải chỗ không phải chỗ nên gọi là người giác, chẳng theo người khác nên gọi là theo trí. Giỏi phân biệt câu chữ các pháp nên gọi là theo tuệ. Giỏi tu thiền định nên gọi là được thần thông, theo pháp thế gian mà hành nên gọi là phương tiện. Giỏi tập hợp tư lương phước đức nên gọi là không chán đủ. Thường cầu nhân duyên trí tuệ nên gọi là chẳng xả. Tập hợp nhân duyên đại từ đại bi nên gọi là không mệt mỏi. Thường nhớ nghĩ chân chính nên gọi là xa lìa phá giới. Thâm tâm cầu mười lực Phật, bốn sự không sợ, 18 pháp bất cộng nên gọi là người thường niệm Phật Pháp. Thường khiến cho chúng sinh lìa ác tu thiện nên gọi là trang nghiêm cõi Phật. Gieo trồng những phước đức, trang nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nên gọi là thực hành các thứ nghiệp thiện. Cầu trang nghiêm thân miệng ý Phật nên gọi là thường hành tinh tấn. Cúng dường tất cả Bồ Tát thuyết Pháp nên gọi là rất ưa rất cung kính. Đối với tất cả phương tiện của Bồ Tát, lòng không ngại nên gọi là tâm vô ngại, thường ưa giáo hóa chúng sinh nên gọi là ngày đêm xa lìa tâm khác. Khi Bồ Tát tu hành như vậy, dùng bố thí giáo hóa chúng sinh, ái ngữ lợi ích đồng sự cùng giáo hóa chúng sinh, lại dùng sắc thân thị hiện giáo hóa chúng sinh, cũng dùng thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, cũng thị hiện các việc làm của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh, cũng thị hiện việc lớn của Đức Phật để giáo hóa chúng sinh, cũng thị hiện lỗi xấu của sinh tử để giáo hóa chúng sinh, cũng thị hiện các trí tuệ Đức Phật để lợi ích giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát tu tập như vậy, dùng đại thần lực bằng nhiều thứ nhân duyên tạo phương tiện giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát đó tuy dùng nhiều phương tiện nhân duyên, nhưng tâm thường đối với Đức Phật không mất căn lành. Bồ Tát đó lại thường cầu chuyển thắng pháp để lợi ích chúng sinh. Bồ Tát đó lợi ích chúng sinh nên biết về những việc của thế gian như sách vở về kỹ thuật, văn chương, toán số, các tánh chất của vàng, đá, phương thuốc trị bệnh, ghẻ lở khô gầy, quỷ dữ, thuốc độc, kỹ nhạc ca múa, cười đùa vui vẻ, đất nước thành quách, tụ lạc nhà đất, vườn tuần ao du ngoạn, hoa trái, dược thảo, vàng, bạc, lưu ly, san hô, cổ phách, sa cừ, mã não, vân vân, mà thị hiện những vật bảo. Bồ Tát còn biết mặt trời, mặt trăng, năm trầm sao, nhị thập bát tú, xem tướng kiết hung, động đất mộng quái và các tướng trong thân. Bồ Tát bố thí trì giới để thu phục tâm mình, thiền định, thần thông, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, những việc không não loạn để an ổn cho chúng sinh. Thương xót chúng sinh, Bồ Tát phát ra pháp như thế này, thường khiến cho họ vào pháp vô thượng của chư Phật. Bồ Tát trụ ở địa năng thắng thì gặp được hàng trăm ngàn vạn ức Phật. Bồ Tát tôn trọng tán thán cung kính cúng dường, y phục ẩm thực ngoại cụ, y dục thân cận nghe pháp, nghe pháp rồi xuất gia làm pháp sư, nói pháp lợi ích thì đạt được tam muội đa văn. Cho đến qua hàng trăm ngàn vạn ức kiếp mà chẳng quên mất thì tất cả căn lành phước đức trở nên sáng tịnh. Với như vàng ròng đã luyện thành, sa cừ đã mài dũa trong suốt thì ánh sáng càng vượt hơn. Bồ Tát trụ ở trong địa đó, nhờ sức trí lực, trí tuệ phương tiện nên căn lành công đức càng thanh tịnh hơn. Các Bồ Tát bậc dưới không bị kịp.
Là như mặt trời mặt trăng tinh tú, cung điện chư thiên được gió mang chúng đi nhưng chẳng lịch đường đi. Bồ Tát cũng như vậy, trụ ở địa năng thắng, dùng phương tiện tư duy nên phước đức căn lành càng thêm minh tịnh hơn lên mà chẳng thủ chứng, cũng chẳng mau thành đạo vô thượng. Này Phật tử, đó gọi là nói lược về địa năng thắng của Bồ Tát. Bồ Tát trụ trong địa đó thường làm vua cõi trời Đâu Xuất Đà, các căn mạnh mẽ có thể tiêu diệt thu phục hết tất cả ngoại đạo. Các vị có tạo các nghiệp như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng lìa niệm Phật, chẳng lìa niệm Pháp, cho đến chẳng lìa niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thường phát sinh ý nghĩ, đối với tất cả chúng sinh, ta sẽ làm người đứng đầu, làm người thắng hơn, cho đến đối với tất cả chúng sinh, ta làm người y chỉ. Này Phật tử, Bồ Tát đó nếu muốn cần hành tinh tấn thì trong giây lát được ngàn ức ta muội, cho đến có thể thị hiện ngàn ức Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông tự tại thì lại hơn cả số này, mà trăm ngàn vạn ức ngần ấy kiếp chẳng thể tính biết. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn một lần nữa làm sáng tỏ nghĩa này, nói kệ khen rằng: Những Bồ Tát đầy đủ, hành pháp tứ địa xong, tư duy ba đời Phật, trừ hối nghi răng lòng, tri kiến đạo phi đạo, bồ đề hóa chúng sinh, như vậy quán bình đẳng được vào địa thứ năm. Bốn niệm xứ làm nỏ, tính năm căn làm tên, bốn chánh cần làm ngựa, bốn như ý xe rong, năm lực làm áo giáp, phá những giặc não phiền, dũng kiện chẳng thoái chuyển, vào thẳng địa thứ năm. Áo vô cấu tàm quý, tịnh giới làm hương thơm, vòng hoa bằng bảy giác, thiền định làm hương hoa, trí tuệ dùng phương tiện, đủ thứ niệm trang nghiêm, như vậy thì được nhập vườn rừng Đà La Ni. Bốn như ý là chân, chánh niệm là đầu cổ, từ bi mắt, tịnh minh, lợi trí tuệ là răng, dùng không vô ngã rỗng, phá các giặc não phiền, bậc nhân sư tử ấy hay vào địa thứ năm. Bồ Tát đó đã được trụ ở địa thứ năm, chuyển tu pháp tịnh thắng, đều vì đạo Thế Tôn, thường hành tâm từ bi, chưa từng có chán mệt, thường vì địa thứ năm tu tập các pháp lành, tập nhiều hai tư lương, phước đức và trí tuệ, các căn lực phương tiện, rõ quán pháp địa trên, thường được Phật gia hộ, được thành tựu tuệ niệm, thứ lớp giỏi tu quán, chân thật biết các đế, khổ tập diệt chánh đạo, tối thượng trong thế gian, nói sinh khởi sai khác, trí vô sinh Như Lai, quán các đế như vậy, tâm vi diệu sạch trong, tuy chưa thể chứng được giải thoát không ngăn ngại, nhờ thật có trí tuệ và cùng sức niềm tin, được thắng hơn tất cả các trí tuệ thế gian. Quán các đế như vậy, biết rõ pháp hữu vi, hư ngụy chẳng chân thật, không một tướng vững bền, nên được ở chư Phật, quang minh của từ bi, vì khắp những chúng sinh chuyên tâm cầu tuệ Phật, biết hữu vi sâu trước, chúng sinh rất đáng thương, đọa chỗ tối vô minh, bị nhân duyên ái buộc. Bồ Tát đó hay diệt khổ não của thế gian, biết pháp không trường thọ, giống như các cỏ cây, chúng sinh do hai thứ, phiền não và nhân duyên, kể từ những đời trước đến đời sau cũng vậy, nối nhau chẳng gián đoạn, chẳng thể chấm dứt khổ, do đó sinh xót thương, ta sẽ độ thoát họ. Năm ấm chẳng còn sinh, chẳng sợ bốn đại ác, chẳng nhổ các tên tà, chẳng diệt lửa ba độc, chẳng trừ tối vô minh, chìm trong biển ái lớn, không có mắt trí tuệ, xa rời thầy dẫn đường, biết việc như vậy rồi, càng thêm siêng tinh tấn, thực hành các nghiệp thiện, đều vì độ chúng sinh, thường giữ tuệ chánh niệm, có đạo có tàm quý, giữ tâm giác theo trí, lại chuyển cho tăng thêm, tu phước tuệ không nhèm, trì giới chẳng yếu kém, không mệt cầu đa văn, chánh tu tịnh cõi Phật, gieo tướng tốt âm thanh, nhân duyên không chán đủ, các nghiệp thiện đã làm đều vì lợi ích chúng, vì lợi ích thế gian, tạo lập những kinh sách, tánh vàng đá y dược, việc ca múa đùa cợt, nhà lầu các lâm viên, y phục các ẩm thực, bày đủ các thứ báu khiến mọi người hoan hỷ, xem nhật nguyệt ngũ tinh và 28 vì sao, bất động tướng lành dữ, sách mộng các việc quái, bố thí giới sạch trong, ly dục tu thiền định, bốn vô lượng thần thông cho thế gian an lạc, đại Bồ Tát đại trí tuệ được địa năng thắng xong, cúng dường vạn ức Phật theo nghe pháp Thế Tôn thì căn lành tu được hết thảy được thanh tịnh, giống như báu sa cừ mai sáng cùng vàng rồng,
Ví như cung điện báu, gió giữ nên đứng vững, chẳng bị nhiễm thế pháp như hoa sen trong nước. Bồ Tát trụ địa đó, thường làm đau xuất vương. Các căn chuyển thông minh, phá tán ngoại, đạo kiến, các nghiệp thiện đã làm đều vị trí Thế Tôn. Được sức Phật không sợ, thường độ các chúng sinh, Bồ Tát được tu tập, có sức tinh tấn càng hơn. Liền có được ngàn ức những tam muội diệu thâm, cũng dường ngàn ức Phật rung động ngàn thế giới. Nếu theo nguyện lực ấy thì số này không lường. Như vậy địa thứ năm đủ loại phương tiện hành, bậc đại nhân thượng trí, đúng pháp giải nói xong. Địa thứ sáu, các Bồ Tát nghe nói hành tướng của địa trên, thì ở giữa hư không mưa xuống châu báu đẹp, pháp ánh sáng sạch trong cúng dường cho Đức Phật, hay thay họ đều khen lành thay Kim Cang Tạng. Ở trên giữa hư không mưa đủ loại châu báu, tướng ánh sáng xen nhau, vi diệu rất đáng thích. Các chuỗi ngọc hoa hương cờ lộng tung lên Phật, tha hóa tự tại vương cùng với những quyến thuộc, mưa các vật báu đẹp như tuyết bay khắp nơi, ca ngợi cúng dường Phật và khen Kim Cang Tạng, hay thay họ đều khen giảng địa này rất hay. Ngàn vạn ức thiên nữ ở trên giữa hư không tấu lên nhiều âm nhạc ngợi khen công đức Phật, họ đều nói lên rằng điều Đức Như Lai dạy vi diệu không có lường, diệt sạch các khổ não, các pháp vốn tánh không, không có tướng gì cả, không chẳng có phân biệt, bình đẳng như hư không, không có tướng đi đứng, cũng chẳng có hí luận, bản lai thường thanh tịnh như hư không phân biệt, người như người hay thông đạt tất cả tánh các pháp. Đối với có với không, lòng ấy chẳng lay động, chỉ dùng tâm đại bi vì độ những chúng sinh. Đó là những Phật tử từ pháp miệng Phật sinh, thường tu hành bố thí lợi ích cho chúng sinh. Xưa nay tuy thanh tịnh, giữ vững tâm trì giới, tuy tâm không bị hại mà vẫn hành nhẫn nhục, tuy biết pháp là lìa mà vẫn hành tinh tấn, tuy đã diệt phiền não mà vẫn vào các thiền, tuy đã hiểu pháp không mà phân biệt các pháp, tuy nhiều trí tịch diệt vẫn cầu lợi cho đời. Người hay diệt các ác, tuy gọi là đại nhân, như vậy các thiên nữ dùng trăm ngàn tiếng hay xưng tán ca tụng xong, im lặng chiêm ngưỡng Phật. Bồ Tát giải thoát nguyệt tỉnh Kim Cang Tạng rằng hành tướng gì phải có để thành địa thứ sáu. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Này Phật tử, Đại Bồ Tát đã đủ năm địa, bốn vào địa thứ sáu phải dùng 10 pháp bình đẳng. Những gì là 10? Do vô tánh nên tất cả pháp bình đẳng, do vô tướng nên tất cả pháp bình đẳng, do vô sinh nên tất cả pháp bình đẳng, do vô diệt nên tất cả pháp bình đẳng, do xưa nay thanh tịnh nên tất cả pháp bình đẳng, do không hí luận nên tất cả pháp bình đẳng, do chẳng lấy chẳng bỏ nên tất cả pháp bình đẳng, do xa lìa nên tất cả pháp bình đẳng, do như huyễn mộng bóng dáng tiếng vang trăng trong nước nên tất cả pháp bình đẳng, do có không chẳng phải hai nên tất cả pháp bình đẳng. Bồ Tát do 10 pháp bình đẳng này mà được vào địa thứ sáu. Như vậy Bồ Tát quan sát tánh của tất cả các pháp có thể nhẫn chịu theo địa thứ sáu, thì tuy vô sinh pháp nhẫn chưa hiện tiền, nhưng tâm đã thành tựu minh lợi thuận nhẫn. Bồ Tát đó quán tướng tất cả pháp như vậy, lấy đại bi làm đầu thì đại bi thêm lớn. Quán tướng sinh diệt của thế gian thì Bồ Tát sinh ý nghĩ nơi thọ thân của thế gian mà có đều do ngã, tham trước vào ngã. Nếu lìa chấp trước ngã thì không có chỗ sinh. Tất cả phàm phu thường theo tà niệm, hành theo đạo tà, do sự tối tâm của ngu si làm cho tham đắm vào ngã. Hành động sinh ra ba nghiệp là tội nghiệp, phước nghiệp, bất động nghiệp, sinh ra chủng tử của tâm hữu lậu. Do tâm hữu lậu, hữu thủ nên sinh ra thân sinh tử. Nghĩa là nghiệp chính là đất, thức là hạt giống, vô minh che lấp, nước ái thấm nhuần, tâm ngã tưới đủ thứ các thứ tà kiến, khiến cho tăng trưởng sinh ra mầm danh sắc. Nhân danh sắc nên sinh ra các căn hợp lại nên có xúc, từ xúc sinh ra thọ, do thọ nên sinh ra ái, ái tăng trưởng nên có thủ, thủ làm nhân duyên nên có hữu, từ hữu sinh ra thân năm ấm gọi là sinh, năm ấm suy tàn gọi là già, năm ấm diệt gọi là chết. Do nhân duyên già chết mà có ưu bi khổ não, các sự khổ tu tập đó là 12 nhân duyên. Không có người gom tập hợp tập lại, không có kẻ làm tiêu tan đi,
Duyên hợp thì có, duyên tán thì không. Như vậy, Bồ Tát ở trong địa thứ 6 quan sát thuận theo 12 nhân duyên, lại sinh ra ý niệm. Vì chẳng biết đúng như thật về đệ nhất nghĩa nên có vô minh. Vô minh sinh nghiệp, đó là hành. Nương theo hành có thức ban đầu, cùng với thức cộng sinh có bốn thủ ấm. Y vào bộ thủ ấm thì có danh sắc thành tựu thì có lục nhập. Căn trần hợp lại nên có xúc, xúc nhân duyên nên sinh ra thọ. Thanh lạc thọ thì gọi là ái, ái tăng trưởng thì gọi là thủ. Từ thủ tạo ra nghiệp thì gọi là hữu. Nghiệp báo thành năm ấm thì gọi là sinh. Năm ấm thay đổi thì gọi là lão. Năm ấm tan hoại gọi là tử. Lúc tử biệt ly, lòng tham luyến nóng bức nên gọi là bi, phát ra tiếng kêu khóc. Năm thức là khổ, ý thức là ưu. Ưu khổ càng nhiều thêm gọi là não. Như vậy chỉ sinh ra khối khổ lớn. 12 nhân duyên đó không ngã, không ngã sở, không người làm, không người sai làm. Nếu có người làm thì có việc để làm, nếu không có người làm thì không có việc để làm. Trong đệ nhất nghĩa không có người làm, không có việc để làm. Bồ Tát lại xin ý nghĩ, ba cõi hư vọng chỉ do tâm tạo tác, 12 duyên phần đều từ nơi tâm. Vì sao? Vì sao sự việc mà phát sinh tâm dục, tâm đó tức chính là thức, việc chính là hành, hành lừa dối tâm nên gọi vô minh. Chỗ thức sở y gọi là danh sắc, danh sắc tăng trưởng gọi là lục nhập. Ba việc hòa hợp thì có xúc, xúc cộng với sinh gọi là thọ, tham đắm chỗ thọ gọi là ái, ái chẳng bỏ gọi là thủ, thủ đó hòa hợp gọi là hữu. Từ hữu phát sinh gọi là sinh, sinh biến đổi gọi là lão, lão hoại diệt gọi là tử. Lại nữa, vô minh có hai hoạt động, một suy trong duyên, hai làm nhân cho hành. Hành cũng có hai hoạt động, một sinh quả báo đời vị lai, hai làm nhân cho thức. Thức cũng có hai hoạt động, một có thể thọ sinh, hai làm nhân cho danh sắc. Danh sắc cũng có hai hoạt động, một khiến cho thức phát sinh nối tiếp nhau, hai làm nhân cho sáu nhập. Lục nhập cũng có hai hoạt động, một duyên sáu trần, hai làm nhân cho xúc. Xúc cũng có hai hoạt động, một có thể xúc cho đối tượng, hai làm nhân cho thọ. Thọ cũng có hai hoạt động, một cảm giác với việc, hai làm nhân cho ái. Ái cũng có hai hoạt động, một sinh tâm tham luyến với sự yêu mến, hai làm nhân cho thủ. Thủ cũng có hai hoạt động, một tăng trưởng phiền não, hai làm nhân cho hữu. Hữu cũng có hai hoạt động, một có thể sinh vào cảnh giới, hai làm nhân cho sinh. Sinh cũng có hai hoạt động, một phát sinh ra năm ấm, hai làm nhân cho lão. Lão cũng có hai hoạt động, một khiến cho các căn già cả, hai làm nhân cho tử. Tử cũng có hai hoạt động, một phá hoại thân năm ấm, hai do chẳng thấy biết đúng mà khiến cho chốt sống nối tiếp nhau chẳng dứt. Lại nữa, vô minh duyên các hành thì vô minh khiến hành chẳng gián đoạn, rồi giúp hành thành hành vậy. Hành duyên thức thì khiến thức chẳng gián đoạn, giúp thành thức vậy. Thức duyên danh sắc thì khiến cho danh sắc chẳng gián đoạn, giúp thành danh sắc vậy. Cho đến sinh duyên lão tử ô vi khổ não thì khiến cho tử chẳng gián đoạn, giúp thành tử vậy. Vô minh diệt thì các hành diệt, cho đến sinh diệt thì nên lão tử ô vi khổ não diệt, nhân diệt nên quả cũng diệt. Lại nữa, vô minh, ái và thủ, ba phần đó chẳng gián đoạn thường phiền não. Hành và hữu, hai phần đó chẳng gián đoạn thường đường nghiệp. Những phần nhân duyên khác thì chẳng gián đoạn đường khổ. Đời trước đời sau nối tiếp nhau vậy, do ba đường đó chẳng đoạn, ba đường đó chẳng có ngã và ngã sở nên có sinh diệt. Lại nữa, vô minh và hành chính là việc đời quá khứ. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ chính là việc đời hiện tại. Ái thủ hữu sinh lão tử chính là việc đời vị lai. Do đó mà có sự xoay chuyển của ba đời, vô minh diệt nên các hành diệt gọi là thuyết đoạn tương tục của ba đời. Lại nữa, 12 nhân duyên nói lên ba khổ. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập gọi là hành khổ, xúc thọ gọi là khổ khổ, ái thủ hữu sinh lão tử ưu vi khổ não gọi là hoại khổ. Vô minh diệt nên các hành diệt, cho đến sinh diệt nên các lão tử diệt. Đây gọi là thuyết gián đoạn ba khổ tương tục. Lại nữa, nhân vô minh nên các hành sinh, vô minh diệt nên các hành diệt. Vì tánh các hành là không, những cái khác cũng vậy. Vô minh làm các hành sinh ra gọi là thuyết sinh phước. Vô minh diệt các hành diệt gọi là thuyết diệt phước.
Những cái khác cũng như vậy. Lại nữa, vô minh làm các hành sinh, đó là thuyết quán không thật có tùy thuận. Vô minh diệt các hành diệt là thuyết thuận theo quán tâm diệt. Những cái khác cũng như vậy. Như vậy, phép thuận nghịch 10 thứ quán về 12 nhân duyên gọi còn gọi là phân nhân duyên theo thứ lớp thuộc về tự giúp nhau thành pháp, chẳng rời nhau, theo ba đường mà hoạt động, phân biệt đời trước, đời sau, ba khổ sai biệt. Từ nhân duyên khởi lên sự sinh diệt rối buộc, quán sát không cùng tận. Bồ Tát đó tùy theo 12 nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tọa mạng, thì lìa khỏi tác giả. Người sai làm không chủ, mà theo các nhân duyên, khi quán như vậy thì pháp môn không giải thoát hiện ra. Diệt việc này còn chẳng nối tiếp thì pháp môn vô tướng giải thoát hiện ra. Biết hai thứ này, chẳng còn hỷ lạc về các cõi, chỉ có đại bi giáo hóa chúng sinh thì pháp môn vô nguyện giải thoát hiện ra. Bồ Tát tu hành ba môn giải thoát, lìa khỏi tướng ngã, lìa khỏi tướng tác giả, người, nhân, lìa khỏi tướng không có. Có không thì tâm bi tăng thêm. Do tâm bi nên tu hành tinh tấn đối với pháp Bồ Đề chưa được đầy đủ bốn. Muốn khiến cho đầy đủ, Bồ Tát xin ý nghĩ, pháp hữu vi hòa hợp thì tăng, ly gián thì giảm, đủ duyên thì tăng, chẳng đủ thì giảm. Ta biết lỗi của pháp hữu vi nên chẳng cần hòa hợp, vì đủ các nhân duyên giáo hóa chúng sinh nên cũng chẳng cần diệt pháp hữu vi. Bồ Tát biết pháp hữu vi vô tánh như vậy, chẳng có tướng kiên cố, không sinh không diệt, cùng với đại bi hòa hợp, chẳng bỏ chúng sinh, thì liền được ánh sáng Bát Nhã Ba La Mật vô ngại hiện ra. Được trí tuệ đó đầy đủ, tu tập nhân duyên vô thượng Bồ Đề mà chẳng trụ ở pháp hữu vi, quán tướng tịch tỉnh của tánh pháp hữu vi mà cũng chẳng trụ trong ấy. Chỉ muốn đầy đủ pháp Bồ Đề vô thượng, Bồ Tát trụ ở địa hiện tiền được tam muội thắng không, tam muội thắng không, tam muội đệ nhất nghĩa không, tam muội cứu cánh không, tam muội đại không, tam muội hiệp không, tam muội sinh không, tam muội như thật ly hư vọng không, tam muội lược không, tam muội ly phân biệt bất phân biệt không. Hàng vạn tam muội như vậy hiện ra, tam muội vô tướng vô nguyện cũng như vậy. Bồ Tát đó trụ ở địa hiện tiền thì các tâm thâm tâm quyết định chân sâu xa thầm thâm không thoái chuyển, không rộng vô biên lạc trí tuệ phương tiện hòa hợp, vân vân. Những tâm như vậy càng thêm càng lớn thêm, thuận theo vô thượng Bồ Đề, tất cả luận sơ chẳng thể khuấy động. Vào giới trí địa chuyển đổi thành danh bích chi Phật địa, quyết định hướng về Phật trí, tất cả chúng ma và các phiền não đã chẳng thể phá hoại, an trụ trong ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát. Tu cửa giải thoát không vô tướng vô nguyện, chuyên dùng phương tiện trí tuệ của hành pháp trợ Bồ Đề. Bồ Tát đó trụ ở địa hiện tiền thì đối với Bát Nhã Ba La Mật càng thêm nhiều hơn, được minh thượng thuận nhẫn nên thuận theo pháp đó không có trái ngược. Bồ Tát trụ ở địa hiện tiền được thấy trăm ngàn và ức Phật tôn trọng tán thán, cung kính cúng dường y phục ẩm thực ngoạn cụ y dục, thân cận các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật lắng nghe chánh pháp theo đúng lời dạy mà tu hành, khiến cho đức Phật hoan hỷ, người đó trở nên hoàn hảo hơn, biết kho tàng Phật pháp cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, tất cả căn lành nên minh tịnh. Ví như vàng rồng dùng lưu ly mài giũa thì ánh sáng trở nên đẹp hơn. Bồ Tát trụ ở địa hiện tiền dùng tuệ phương tiện nên tất cả căn lành trở nên minh tịnh hơn các địa khác chẳng bằng. Ví như ánh sáng mặt trăng khiến cho thân của chúng sinh mát mẻ, bốn thứ gió thổi chẳng thể ngăn được. Bồ Tát ở địa hiện tiền thì căn lành trở nên hoàn hảo hơn, có thể diệt lửa phiền não của chúng sinh, bốn thứ ác ma đã chẳng thể phá hoại. Này Phật tử, đó là lược nói về địa hiện tiền của Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa này, phần nhiều làm vua trời tha hóa tự tại, trí tuệ thông minh, có thể phá tan tất cả kẻ thân thụ mạng, thanh văn vấn đàn chẳng thể làm cho cùng tận. Thực hành các việc như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thì Bồ Tát chẳng lìa niệm Phật, chẳng lìa niệm Pháp, cho đến chẳng lìa nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thường ý xin ý nghĩ, ta đối với tất cả chúng sinh sẽ làm người đứng đầu, là người thắng hơn, cho đến đối với tất cả chúng sinh ta làm người y chỉ. Bồ Tát đó nếu muốn siêng tu tinh tấn thì trong giây lát được trăm ngàn vạn ức tham muội, cho đến thì hiện trăm ngàn ức Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thì có thể hơn số đó, trăm ngàn vạn ức kiếp chẳng thể tính biết được. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn làm sáng tỏ ý nghĩa này nên nói kệ khen rằng, các Bồ Tát đã được hành đầy đủ năm địa, biết các pháp vô tánh vô tướng không sinh diệt, xưa nay thường thanh tịnh,
các thủy luận cũng không, các pháp thường lìa tướng, chẳng lấy cũng chẳng bỏ. Tánh không giống như huyễn, lìa hai không phân biệt, hành thuận theo như vậy vào sông địa thứ sáu, trụ minh lợi thuận nhẫn, bằng năng lực trí tuệ, quan sát đến tất cả tướng thế gian sinh diệt, biết hết các thế gian đều từ vô minh có, nếu diệt được vô minh thì thế gian không có, chẳng hoại duyên quả báo, hành động và giả danh, quả thật không tác giả, mà người nhận cũng không. Quán hữu vi như vậy, như mây tướng không thật, chẳng biết nghĩa chân đế, gọi đó là vô minh. Từ đó sinh nghiệp ý, miệng thân tạo quả hành, từ hành nên có thức, danh sắc sinh ra liền. Như vậy tuần tự sinh, khối khổ não sinh tử, biết rõ về ba cõi, chỉ có từ lòng tham. Biết 12 nhân duyên, chỉ ở trong một tâm, như vậy thì sinh tử chỉ từ tâm phát sinh. Nếu tâm bị tiêu diệt, thì sinh tử hết luôn. Do minh hai hoạt động, duyên si tạo ra nghiệp, cho đến phần già chết, hoại tan năm ấm tụ, từ những việc thế này sinh ra đủ khổ não. Việc đó nếu chấm dứt, thì khổ não cũng diệt. Nếu do minh đầy đủ, nối nhau thì chẳng diệt. Nếu chấm dứt nhân duyên, thì không còn tương tục, ái, thủ và vô minh, tức là đường phiền não. Nghiệp là hữu và hành, phần còn lại là khổ, vô minh hành quá khứ, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ là hiện tại, còn lại là tương lai, si thức và danh sắc, lục nhập là hành khổ, xúc thọ là khổ khổ, còn lại là hoại khổ. Sinh từ các duyên sinh, nên có các ràng buộc, nếu diệt hết mọi duyên thì trói buộc không còn, quả sinh từ các nhân, nhân diệt thì quả diệt. Như vậy xem các pháp thì tự tánh đều không, tùy thuận với vô minh thì có những thế gian, nếu chẳng còn thuận theo thì đoạn lìa với hữu. Đây có thì kia có, đây không thì kia không. Như vậy 10 quán pháp, pháp nhân duyên thầm thâm, nhân duyên theo giai đoạn, khứ lai và hiện tại, hoạt động theo một tâm, phân biệt có 3 đường, 3 thứ khổ khác nhau, sinh diệt cùng trói buộc, không thật có cùng tận, thực hành quán thuận nghịch. Bồ Tát vào như vậy, 12 pháp nhân duyên, biết không như mộng huyễn, không người làm người nhận, quá nhân duyên như vậy, người tu trí với không, diệt nhân chẳng tương tục, đi vào hành vô tướng. Biết hai hư giả ấy, trong ấy chẳng mong cầu, chỉ dùng tâm đại bi, thương độ cho chúng sinh. Như vậy các đại nhân tu tập môn giải thoát, lòng bi yêu thích Phật, các công đức không lường, được vạn tam muội không, định vô tướng vô nguyện, trí tuệ càng tiến thêm, vào đến thượng thuận nhẫn, được trí không ngăn ngại, giải thoát của Bồ Tát. Như vậy các căn lành, chuyện thắng lợi minh tịnh, cúng dường Phật không lường, chư Phật đản khen ngợi, ở chỗ các Thế Tôn, căn lành càng lớn thêm, như đem báu lưu ly, mai giũa với vàng rồng, ánh sáng càng rực rỡ, báu khác chẳng bị kịp, như trang đi trên không, mát mẻ cho tất cả. Bốn thứ gió thổi mạnh, chẳng thể khiến hết mát. Trí tuệ của Bồ Tát, diệt các lửa phiền não, bốn ma chẳng hoại được, nghĩa ấy cũng như vậy. Bồ Tát trụ địa ấy, thường làm thiện hóa vương, các căn đều thông minh, phá tan tăng thượng mạng, thực hành các nghiệp thiện đều theo trí tuệ thông, thanh văn dù vấn nạn, chẳng thể hỏi tận cùng. Phật tử đó nếu muốn tinh tấn thân như vậy, thì khoảnh khắc liền được ức trăm ngàn tam muội, thấy được trăm ngàn ức thế giới Phật mười phương, như trời thu trong mát, ánh trăng đẹp sạch trong. Như vậy địa thứ sáu thâm diệu thật khó biết, thanh văn chẳng rõ biết, đại sử lược nói xong. Địa thứ bảy, lúc bấy giờ thiên chúng ở trên giữa hư không, mưa hương hoa trăng bảo, như mây trên Thế Tôn, vui mừng phát tiếng vang, tất cả khen hay thay Kim Cang Tạng, biết rõ đệ nhất nghĩa, vô lượng khối công đức, hoa sen trong thế nhân, nói hạnh thượng diệu ấy, lợi ích những thế gian, vua tha hóa tự tại, mưa hoa báu quang minh, rơi lại tả cúng dường, trừ phiền não của người, chư thiên và thiên vương đều cùng nhau nói rằng, nghe nghĩa của địa ấy, thì được lợi vô cùng, liền trỗi trong ngàn tứ, những âm nhạc rất hay. Các thiên nữ ngợi khen, nhờ nương thần lực Phật, chư Phật đấng tịch diệt hay chuyển ác làm lành, tất cả các thế gian đều chung cùng cung kính,
tuy ra khỏi thế gian mà dạy pháp thế gian, biết thân đồng tướng thật mà hiện nhiều loại thân, tuy dùng các ngôn ngữ dễ nói pháp tịch diệt, mà biết ở ngôn ngữ không có tướng âm thanh, hay qua trăm ngàn cõi thường diệu cúng chư Phật, biết thân cõi của Phật lìa tướng trí tự tại, tuy giáo hóa chúng sinh mà không tưởng ta người, gồm hết công đức lớn trong ấy chẳng chấp trước, vì kiến chấp tướng thủ lửa ba độc đốt dời đốt đời, chẳng chấp thủ các tướng từ bi sinh tinh tấn, chư thiên và thiên nữ hoan hỷ bày cùng cúng dường. Tán thán xong như vậy, lặng lẽ quán Thế Tôn Bồ Tát giải thoát nguyệt, thỉnh Kim Cang Tạng rằng: đại chúng đều thanh tịnh, xin nói địa thứ bảy. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: này Phật tử, đại Bồ Tát đã đầy đủ địa thứ sáu rồi, muốn vào địa thứ bảy thì từ tuệ phương tiện sinh ra 10 diệu hạnh. Những gì là 10? 1. Khéo tu không vô tướng vô nguyện mà vận dụng lòng từ bi. 2. Ở trong chúng sinh theo pháp bình đẳng của chư Phật mà chẳng bỏ sự cúng dường chư Phật. 3. Thường ưa tư duy cửa không khí mà tu tập phước đức tư lương. 4. Xa lìa ba cõi mà trang nghiêm cho ba đời. 5. Rốt ráo tịch diệt các lửa phiền não, nhưng vì chúng sinh phát sinh pháp diệt lửa phiền não tham sân si. 6. Thuận theo các pháp như huyễn như mộng, như trăng trong nước chẳng hai tướng mà phát sinh phân biệt đủ các loại phiền não và chẳng mất quả báo của nghiệp. 7. Biết tất cả nước Phật rỗng không, như hư không đều là tướng ly mà phát sinh hạnh làm tịnh Phật quốc. 8. Biết tất cả pháp thân Phật không có thân mà phát sinh sắc thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp lễ tự trang nghiêm. 9. Biết âm thanh chư Phật chẳng thể nói tướng tịch diệt mà tùy theo tất cả phát sinh đủ chủng loại âm thanh trang nghiêm. 10. Biết hết chư Phật ở trong một niệm khắp thông đạt cả ba đời, mà biết tất cả tướng các thứ thời, các thứ kiếp được vô thượng Bồ Đề, tùy theo sự tinh hiểu của chúng sinh mà nói như vậy. Đây gọi là tuệ từ phương tiện phát sinh 10 diệu hạnh. Đại Bồ Tát tu diệu hạnh này thì phương tiện tuệ như vậy xuất hiện, nên gọi là vào địa thứ bảy. Bồ Tát đó trụ ở địa thứ bảy thì vào vô lượng cõi chúng sinh, vào vô lượng pháp giáo hóa chúng sinh của chư Phật, vào vô lượng thế giới, vào vô lượng đất nước thanh tịnh của chư Phật, vào vô lượng những pháp sai biệt, vào vô lượng trí chư Phật được đạo vô lượng, vào vô lượng những kiếp số, vào vô lượng các đức Phật thông đạt ba đời, vào vô lượng sự ưa muốn sai biệt của chúng sinh, vào vô lượng sắc thân sai biệt của chư Phật, vào vô lượng sự hiểu biết của tâm hành, các căn sai biệt của chúng sinh và chư Phật, vào vô lượng âm thanh ngôn ngữ khiến cho chúng sinh hoan hỷ của chư Phật, vào vô lượng tâm sở sai biệt của tâm chúng sinh, vào vô lượng hạnh theo trí tuệ của chư Phật, vào thể hiện vô lượng tinh hiểu của Thanh Văn Thừa, vào vô lượng sự thuyết nhân duyên của đạo khiến cho chúng sinh tinh hiểu của chư Phật, vào vô lượng trí tuệ tu tập thành của Bích Tri Phật, vào vô lượng tuệ thầm thâm đã nói của chư Phật, vào vô lượng sự thành hành đạo của các Bồ Tát, vào vô lượng việc tu hành Đại Thừa đã nói của chư Phật khiến cho chúng sinh được giàu. Bồ Tát phát sinh ý nghĩ: như vậy các đức Phật có vô lượng vô biên thế lực lớn, thế lực như vậy ta nên tu tập được thế lực này chẳng thể phân biệt. Bồ Tát tư duy trí tuệ như vậy, tu tập tuệ đại phương tiện, an trụ ở Phật trí do pháp bất động, nên thường sinh ra đủ loại đạo để độ chúng sinh, không chướng ngại đi đứng nằm ngồi đều có thể phát sinh ra pháp độ chúng sinh, xa lìa những ấm cái, trụ ở những oai nghi, thường chẳng xa lìa những niệm tưởng như vậy. Bồ Tát ở trong một niệm đầu đủ đầy đủ ba la mật và sự tu hành 10 địa. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát ở trong mỗi niệm, mỗi một niệm ấy lấy đại bi làm đầu để tu tập Phật pháp, hồi hướng tất cả về đại trí tuệ 13 la mật, thì Bồ Tát thêm thiện căn do sự tu tập để con Phật đạo hồi hướng cho chúng sinh. Bố thí ba la mật có thể diệt tất cả lửa nóng phiền não. Trì giới ba la mật đó lấy từ bi làm đầu đối với tất cả chúng sinh, không có tâm làm tổn hại. Nhẫn nhục ba la mật cầu căn lành không chán đủ. Tinh tấn ba la mật đó thì tâm tu đạo chẳng mất, thường hướng về nhất thiết trí. Thiền ba la mật đó thì nhận được cửa bất sinh của các pháp. Bát nhã ba la mật có thể sinh ra vô thượng trí môn. Phương tiện ba la mật đó thì cầu tăng thêm trí tuệ. Nguyện ba la mật thì các ma ngoại đạo chẳng thể phá hoại. Lực ba la mật thì đối với tất cả pháp tướng nói đúng như thật.
trí ba la mật thì trong từng niệm như vậy đầy đủ 13 la mật. Khi Bồ Tát đó đầy đủ 13 la mật thì bốn nhiếp pháp, 37 phẩm, ba giải thoát môn, tất cả pháp trợ vô thượng Bồ Đề ở trong từng niệm đều đầy đủ hết. Bồ Tát giải thoát nghiệt hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng: Này Phật tử, đại Bồ Tát chỉ còn địa thứ bảy là đầy đủ pháp trợ Bồ Đề hay tất cả các địa cũng có đầy đủ? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Này Phật tử, đại Bồ Tát ở trong các địa đều đầy đủ hết pháp trợ Bồ Đề, nhưng địa viễn hành là hơn các địa nên nói như vậy. Vì sao vậy? Vì các đại Bồ Tát ở trong địa thứ bảy công hạnh đầy đủ vào đường trí tuệ thần thông. Này Phật tử, Bồ Tát ở địa thứ nhất phát nguyện duyên vào tất cả Phật pháp đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Ở địa thứ hai trừ các cấu trong lòng đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Ở địa thứ ba càng tăng trưởng được ánh sáng pháp đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Ở địa thứ tư Bồ Tát vào đạo đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Ở địa thứ năm hành thuận theo pháp thế gian đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Ở địa thứ sáu và môn thầm thâm đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Địa thứ bảy này sinh ra tất cả Phật pháp đầy đủ pháp trợ Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì đại Bồ Tát ở trong địa này được sự hành đạo của những trí tuệ do các luật này nên địa thứ tám tự nhiên được thành. Này Phật tử, ví như hai thế giới, một thanh tịnh, một cấu uế, khoảng giữa hai thế giới đó khó có thể qua được. Muốn qua được thế giới này phải dùng thần thông và sức đại nguyện. Bồ Tát cũng như vậy, tu hành ở tạp đạo thì khó có thể vượt qua được. Phải dùng đến sức đại nguyện, sức đại trí tuệ, sức đại phương tiện thì mới qua được. Bồ Tát giải thoát nguyệt nói: Bồ Tát thứ bảy hành động để là tịnh hay còn là cấu? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Từ hoan hỷ địa trở đi, hành động của Bồ Tát đều lìa khỏi nghiệp của tội. Vì sao vậy? Vì hồi hướng quả vị vô thượng trên đại chánh giác, những hành động tùy theo địa thanh tịnh chẳng gọi là đã vượt qua. Này Phật tử, ví như chuyện Luân Thánh Vương cởi voi báu lớn du hành bốn thiên hạ, thấy những chúng sinh bần cùng khốn khổ, nhà vua tuy không khổ nhưng vẫn chưa thoát khỏi thân người. Nếu vua bỏ thân vua sinh ở cõi phạm, du hành 1000 thế giới, hiện uy lực lớn thì lúc bấy giờ mới gọi là thoát khỏi thân người. Bồ Tát cũng vậy, từ địa thứ nhất ở tại những ba la mật thừa, biết ý nghĩ và hành động của tất cả chúng sinh và các cấu bẩn phiền não, nhưng chẳng bị ô nhiễm cấu bẩn phiền não. Tuy đi đường thiện đạo chẳng gọi là vượt qua, nếu xả tất cả tu hành công đức vào đến địa thứ tám, lúc bấy giờ gọi là đi bằng thừa thanh tịnh, biết hết tất cả những cấu bẩn phiền não mà chẳng bị sự nhiễm ô của cấu bẩn phiền não thì mới gọi là vượt qua. Này các Phật tử, Bồ Tát trụ ở địa thứ bảy thì qua khỏi tham dục, những cấu bẩn phiền não. Ở địa thứ bảy này chẳng gọi là có phiền não, chẳng gọi là không phiền não. Vì sao vậy? Vì tất cả phiền não chẳng phát sinh nên chẳng gọi là có phiền não. Mong cầu trí tuệ Như Lai nhưng chưa mãn nguyện nên chẳng gọi là không phiền não. Bồ Tát trụ ở địa thứ bảy thành tựu nghiệp thanh tịnh thân, miệng ý. Nghiệp bất thiện phiền não của Bồ Tát ấy đã lìa bỏ hết, còn thiện nghiệp thì còn tu tập. Lại nữa, kinh sách của thế gian, như đã nói ở địa thứ năm, tự nhiên có được. Ở tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát được làm đại sư rất là hy hữu, trừ Như Lai. Bồ Tát địa thứ tám, không có thâm tâm diệu hạnh nào của chúng sinh mà có thể bằng được. Thiền định, thần thông, giải thoát tam muội của Bồ Tát đó chẳng tùy theo thiền sinh mà tùy theo ý muốn. Bồ Tát trụ ở địa viễn hành, ở trong từng niệm tu tập đầy đủ phương tiện tuệ và tất cả pháp trợ Bồ Đề nên trở nên vượt hơn đầy đủ, có thể vào các tam muội thiện phục, thiện tuệ, tấn tuệ, kiên cố an trụ, tri thần thông môn, tịnh pháp giới, thuận Phật giáo, chủng nghĩa tạng, bối sanh tử hướng niết bàn, đầy đủ trong vạn tam muội như vậy làm thanh tịnh địa này. Bồ Tát đó được những tam muội này thì trí tuệ phương tiện hoàn hảo thanh tịnh, đắc sâu sức đại bi nên gọi là qua khỏi địa thanh văn bích chi Phật. Để đến địa Phật trí, Bồ Tát đó trụ ở địa này thì tu hành vô lượng nghiệp thân vô tướng, hành vô lượng nghiệp miệng ý vô tướng, hạnh Bồ Tát thanh tịnh nên được vô sinh pháp nhẫn soi sáng các pháp. Bồ Tát giải thoát nghiệt nói: Thưa Phật tử, Bồ Tát trụ ở địa thứ nhất có vô lượng nghiệp thân, vô lượng nghiệp miệng, vô lượng nghiệp ý rồi, có thể qua khỏi thanh văn bích chi Phật địa không?
Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, nhờ duyên vào pháp lớn nên qua khỏi chứ chẳng phải là sức thực hành. Còn điều thứ bảy là do sức thực hành vậy. Tất cả thanh văn biết chư Phật chẳng thể phá hoại được. Ví như người sinh tại vương gia thì hơn tất cả. Vì sao vậy? Vì địa vị tôn quý, thân kia to lớn, trí tuệ thành tựu thì mới chân thật vượt hơn tất cả. Bồ Tát cũng như vậy. Khi mới phát tâm thì đã hơn nhị thừa, vì thâm tâm phát đại nguyện thanh tịnh. Hiện nay Bồ Tát trụ ở địa này thì trí lực tuệ hơn thanh văn và bích chi Phật. Này Phật tử, Bồ Tát trụ ở địa thứ bảy được vô hành thậm thâm viễn ly, nghiệp thân miệng ý đều cầu thắng pháp mà chẳng lìa bỏ. Do tâm chuyển thắng nên tuy tu hành thực tế mà chẳng chứng thực tế. Bồ Tát giải thoát nghiệp nói, thưa Phật tử, Bồ Tát từ địa nào thì có thể tịch diệt? Ngài Kim Cang Tạng nói, từ địa thứ sáu có thể vào tịch diệt. Bồ Tát trụ ở địa này, ở trong từng niệm có thể vào tịch diệt mà chẳng chứng tịch diệt. Bồ Tát đó thành tựu nghiệp thân miệng ý nhiều không thể nghĩ bàn, hành thực tế mà chẳng chứng thực tế. Ví như có người đi thuyền vào biển, giỏi phép đi biển, giỏi biết tướng trạng của nước thì chẳng bị nạn chìm đắm trong nước. Như vậy Bồ Tát trụ ở địa thứ bảy này, ngồi thuyền những ba la mật có thể tu hành thực tế mà chẳng chứng thực tế. Bồ Tát do lực đại nguyện như vậy nên được lực trí tuệ từ thiền định phát, từ thiền định trí tuệ phát sinh lực đại phương tiện, nên tuy rất muốn niết bàn mà hiện thân sinh tử, tuy có bà con vây quanh mà lòng thường xa lìa. Do nguyện lực nên Bồ Tát thọ sinh ở ba cõi mà chẳng bị ô nhiễm của thế pháp, tâm thường vắng lặng. Do năng lực phương tiện mà lại tinh tấn hành theo Phật trí, chuyển đổi thành văn bích chi Phật địa, đạt được Phật pháp tạng mà thể hiện ma giới, tuy vượt qua bốn ma và mà thể hiện hành động ma, tuy hiện hành ngoại đạo mà chẳng bỏ Phật pháp, tuy hiện thân tất cả thế gian mà lòng thường ở tại pháp xuất thế gian, tất cả việc trang nghiêm thì hơn các trời rồng và soa càng thất bà Atula, các ca lâu la, khẩn na la, ma hồ la già, nhân phi nhân, tứ thiên vương, thất đề hoàng nhân, phạm thiên vương, vân vân, mà chẳng bỏ pháp lạc, pháp ái. Bồ Tát thành tựu trí tuệ như vậy, trụ ở địa viễn hành thì gặp được trăm ngàn vạn ức na do tha Đức Phật, tôn trọng tán thán, cung kính cúng dường y phục ẩm thực ngoại cụ y dược cúng dường các Đức Phật, hộ trì Phật pháp. Sự vấn nạn trí tuệ của các thanh văn bích chi Phật chẳng thể phá hoại. Bồ Tát thương xót khắp chúng sinh nên pháp nhẫn trở nên thanh tịnh, vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp căn lành Bồ Tát đó trở nên vượt hơn. Ví như vàng rồng dùng các thứ báu đẹp trang nghiêm xen lẫn vào càng trở nên sáng đẹp hơn, các kim loại khác chẳng bì kịp. Bồ Tát cũng như vậy, trụ ở địa viễn hành, tất cả căn lành từ phương tiện trí tuệ phát sinh càng trở nên sáng tịnh hơn, không ai có thể phá hoại được. Ví như ánh sáng mặt trời thì ánh sáng mặt trăng sao chẳng thể bì kịp, tất cả bùn nước đều có thể khô kiệt. Bồ Tát cũng như vậy, trụ ở địa viễn hành thì căn lành trở nên vượt hơn, mà tất cả thanh văn bích chi Phật địa chẳng thể bì kịp, là có thể làm khô kiệt bùn nhơ phiền não. Này các Phật tử, đó gọi là lược nói địa viễn hành của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa đó phần nhiều làm vua trời tha hóa tự tại, các căn mạnh mẽ có thể phát sinh nhân duyên ngộ đạo cho chúng sinh. Căn lành đã làm như bố thí, á ngữ, là hành động sự đều chẳng rời niệm Phật, chẳng rời niệm pháp, cho đến chẳng rời niệm nhất thiết chủng trí đầy đủ. Bồ Tát đó thường sinh tâm, ta đối với tất cả chúng sinh sẽ là người đứng đầu, làm người thắng hơn, cho đến đối với tất cả chúng sinh ta làm người y chỉ. Bồ Tát đó nếu muốn như vậy, cần hành tinh tấn thì ở trong giây đi lát, được trăm ngàn ức na do tha tam muội, cho đến có thể hiện trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thì hiện thì hơn cả số này, mà hàng trăm ngàn vạn ức kiếp chẳng thể tính hết. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn một lần nữa làm sáng tỏ nghĩa này, nói kệ khen rằng, tâm định trí tuệ sâu, đủ hành địa sáu xong, một lúc sinh phương tiện tuệ vào địa thứ bảy, hành không vô tướng nguyện mà tu tâm từ bi, thuận pháp Phật bình đẳng mà cúng dường Thế Tôn, tuy dùng trí quán không mà tu phước không chán, tuy trang nghiêm ba cõi mà lòng ưa viễn ly, tuy lòng tịch diệt luôn mà vẫn diệt các pháp, chẳng hai tướng hành không mà hành tâm từ bi, tuy quán tất cả cõi trống rỗng như hư không mà vẫn trang nghiêm tốt các cõi Phật sạch trong, tuy biết
thân chư Phật, pháp tướng đồng vô tướng, mà trồng 32 tướng, 80 vẻ đẹp xinh. Tuy biết pháp âm thanh, chẳng có tướng ngôn ngữ, mà khen Phật bằng tiếng thì được pháp chiếu sáng. Bồ Tát mà như vậy, liền vào địa thứ bảy, trụ địa đó hay quán, nghiệp chúng sinh không lường. Còn biết pháp chư Phật giáo hóa cho chúng sinh, thế giới vô số kiếp, tướng sai biệt các pháp, lại biết các chúng sinh sinh đủ thứ dục lạc, biết nói pháp ba thừa, khiến chúng sinh tin hiểu. Ta nên cầu giáo hóa thành tựu chúng sinh đó, dùng tư duy như vậy, phương tiện tuệ hòa hợp, bốn uy nghi ở trong, thường hành đạo như vậy, mỗi một niệm ở trong đủ cả pháp Bồ Đề, là thế giới các loại, mười thứ ba la mật. Như vậy các Bồ Tát phước đức đã tu hành đều cho các chúng sinh là thí ba la mật, diệt cấu ác trong lòng là giới ba la mật, chẳng bị sáu trần hại, nhẫn nhục ba la mật, thường phát sinh pháp thắng, tinh tấn ba la mật, chẳng lấy động tâm đạo là thiện ba la mật, vô sinh nhẫn chiếu minh, bát nhã ba la mật, hồi hướng đạo Thế Tôn, phương tiện ba la mật, cầu được đạo thắng hơn là nguyện ba la mật, không có thể phá hoại là lực ba la mật, hay hiểu lời chân thật là trí ba la mật, pháp trợ Bồ Đề trên niệm niệm đều luôn giữ, phát đại nguyện mênh mông, do duyên vào với đại pháp. Địa công đức đầu tiên gọi đó là cụ túc, địa thứ hai tên là trừ các tâm cấu ác, thứ ba nguyện tăng minh, địa thứ tư nhập đạo, thứ năm tùy tế hành, thứ sáu nhập tâm pháp, thứ bảy gồm tất cả độ pháp Bồ Đề phần, các công đức phát sinh và dùng tất cả nguyện công đức như vậy nên khiến vào địa thứ tám. Tất cả các hành động tự nhiên được thanh tịnh, địa viễn hành khó qua, sức đại trí có thể như khoảng giữa hai nước có thể vượt qua. Ở trong địa thứ bảy thanh tịnh như thánh vương, tuy trụ ở đường đó chẳng gọi qua tất cả. Thứ tám nếu đến liền là tuệ địa Bồ Tát, bây giờ vượt ý giới, trụ ở trong trí nghiệp như thiên vương phạm vương, chẳng thể gọi là người. Bồ Tát không bị tội như hoa sen trên nước, trụ địa đó Bồ Tát qua khỏi các dục tham, chẳng gọi có phiền não, chẳng gọi đã gì hết, vào trong đường chính đó không có các phiền não. Còn nguyện cầu Phật đạo chẳng được gọi là tận. Ở trong những thế gian kinh sách việt kỹ thuật, chú thuật và tụng văn, tự nhiên biết sáng tỏ, tu tập các thiền định và cả những thần thông vô lượng tâm lợi đời, việc đó đều phát sinh. Bấy giờ Bồ Tát ấy vượt qua khỏi nhị thừa, an trụ địa thứ bảy, Bồ Tát trong các hành. Do khi tâm mới phát, sức nguyện lớn nên hơn, nay địa này ở trong, ta dùng sức trí tuệ. Giống như con quốc vương khi sinh đã tôn quý, sau do công đức thành, được mọi người tôn trọng, trụ đây được trí sâu, tinh tấn càng thêm tăng, niệm niệm vào tịch diệt, chẳng chấp thủ, chẳng đắc. Như người chèo thuyền khéo vào trong biển mênh mông, tuy nước sâu đi khó mà chẳng bị hại chìm, Bồ Tát tu chuyển thắng, phương tiện trí tuệ nên công đức đều đầy đủ, thế gian chẳng biết được. Cúng dường vô lượng Phật, tâm ấy chuyển sạch trong, như vàng ròng sen bóng, sen lẫn nên rất đẹp, được ánh sáng tuệ Phật làm khô cạn nước ái, như ánh sáng vần nhật làm khô cạn đất bùn. Trụ địa đó thường làm ta hóa tự tại vương, các căn đều mạnh mẽ, các đạo quả đạt thông. Nếu muốn siêng tinh tấn, được thấy trăm ức trăm ngàn. Na do tha chư Phật, xuất nguyện thì lại hơn. Địa thứ bảy tuệ tịnh, nhị thừa và thiên nhân đều ngoài cảnh giới ấy, nay đã lược nói xong. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 25 hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.